Em xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi video của bên em. Và showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Quý vị anh chị cân đối cụ thể về em xe siêu xinh màu hồng phấn này thì hãy alo trực tiếp với em nhé. Đây là một em Berzo 2008 mọi người ạ. Sản xuất là 2013 nhưng đăng ký lần đầu là 2015 mọi người nhé. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc mọi người ơi. Thực sự là khi mà nhận cái chiếc xe này thì hiện tại là vừa về ngày hôm qua, thì bên em đội ngũ kỹ thuật cũng đã kiểm tra check xe một lần nữa này. Sau đó là xe đủ tiêu chí bán hàng và chỉ có việc rửa dọn vệ sinh cụ thể thôi, chứ không phải sơn si gì cả. Đó, thực sự là chiếc xe rất là hay luôn mọi người ạ. Đây, em đi vào cận cảnh cho các bác ở xa cũng thể xem được nhá. Xe 2013 nhá, nhưng mà đăng ký lần đầu 2015 mọi người ạ. Nên là thực ra là lốp thì cũng đã được thay rồi. Lốp em này thay một bộ lốp Michelin này, em hôm qua em vừa xem là năm 2020 mọi người ạ. Lốp mít nhưng mà lốp của 2020 mọi người nhìn thấy má phanh vẫn còn rất là dày đây. 2020 tuần thứ 41 của năm 2020 mọi người nhá. Đó, lốp láp này. Đi vào xem tổng thể một vòng xem xe là sẽ như thế nào nha các bác. Phải nói là em xe này màu hồng phấn y hệt màu của Porsche luôn mọi người ơi. Có rất là nhiều tính năng hay ho luôn nhá. Mà cái giá tiền miệng mọi người, giá trị mọi người bỏ ra thì phải nói là rất là ít luôn. Có nhỉnh 300 một xíu xíu thôi là các bác đã có thể lựa chọn chiếc xe này để phục vụ cho vợ con rồi. Rất là hay luôn nhá. Nếu mà để nói về chi phí bảo dưỡng hay là chi phí thay thế sửa chữa thì không phải là quá đắt như những dòng Mẹc hay là Bin Đức luôn. Giá cũng phải nói là ở mức giữa giữa, rất là hợp lý. Để đi lâu dài thì ok luôn. Đây, khoang chứa đồ chúng ta cũng rất là thoải mái chứa đồ. Vẫn còn lốp dự phòng mọi người ạ. Lốp dự phòng theo xe đây ạ. Đây. Đầy đủ bộ đồ nghề kích rồi là thay thế. Em sẽ đi vào cận cảnh hơn về chi tiết keo chỉ nha. Đó, bác nào muốn quay cận cảnh hơn ở khu vực nào thì hãy alo trực tiếp cho em lên số đuôi 9939 nhé. Để em sẽ quay cho bác thật rõ nét chỗ nào các bác muốn, hoặc là em sẽ chụp ảnh. Nhiều khi quay video nó cũng không nét được bằng chụp ảnh đâu. Đó, nhìn này, keo chỉ này. Thật sự là rất là chuẩn chỉ luôn cho mọi người nha. Đó, bây giờ thì mời các bác cùng em xem là vào trong phần khoang nội thất đi. Xem là chiếc xe này từ 2015 sử dụng đến giờ thì sẽ thế nào nhé. Đầu tiên đi vào cái cánh cửa cho mọi người xem nhá. Cánh cửa này em đã vệ sinh hết bụi rất là rõ nét rồi, cho bác xem cũng rất là thích mắt luôn. Đây là đến phần cánh này, chúng ta đi vào phần ghế da nhé. Ghế da thì thực sự là hơi tối đúng không mọi người, trong hơi tối thì con này thì nó lại còn có cả cửa sổ trời cơ, cửa trời to luôn nha. Đây em sẽ quay lên cửa trời rồi quay ghế da trước cho mọi người. Nhé, hơi tối nhưng mà cũng thấy được cái độ căng lì rồi đúng không ạ. Đấy. Không gian ngồi ổn nhé, không chật quá đâu mọi người. Đây, quay vào cửa sổ trời luôn. Một tí quay ra cái phần đèn mọi người. Phần cửa, cánh cửa lái nhé. Đây. Đấy, đó là đi vào chất lượng cụ thể này. Ghế da này. Nói chung là ghế của chiếc này thì em đánh giá là còn rất là đẹp. Mọi người ạ, là rất là đẹp nha. Thử nổ máy để cho mọi người xem qua nha. Chắc, cảm giác nổ máy rất là chắc. Tết này. Đi mọi người xem.
tần số nhỏ nhỏ xinh xinh. Em này là còn có tính năng là tự động bù chuồng cỡ cơ mọi người ạ. Rất là xịn luôn ấy. Tính năng chiếc xe mà mình vẫn cảm ứng ok luôn mọi người nhá. Đấy. Chúng ta cùng em di chuyển đến khu vực đây, đi có 86.000 km các bạn, 86.000 km vô lăng đây. Ô lăng làm rất là nét luôn mọi người ạ. Ô lăng các bác xem nét chưa? Vào ghế lái nhá. Ghế lái xem là như nào đây. Ghế lái đây. Chỗ thông hơi ngồi ôm lưng cực kỳ. Một vài dấu hiệu cũng có dấu hiệu nhăn của thời gian. Nhưng mà là không đáng kể mọi người ạ. Sẽ là không đáng kể mọi người nhé. Đây à, 2015 đến nay như thế là em thấy là rất còn mới đấy mọi người. Đây tính năng hỗ trợ lù chuồng đang là mà lữ lái thì cực kỳ thích luôn nhé. Anh em cậu đó, con này thì nó có đầy đủ cho mọi người luôn ấy. Có đầy đủ cruise control đây này. Cruise control luôn. Bây giờ thì em sẽ vào phần khoang máy để em xem cho bác xem thêm nha. Đây quay thêm một chút ốc vít này. Chi tiết. Xe phải nói xe nhập thì nó cũng có một cái chất rất là riêng mọi người ạ. Rất là riêng. Cánh cửa. Nên là bác nào mà cân đối cụ thể em xe này mà cho vợ con đi ấy. Máy nổ cực êm luôn mọi người ơi. Em vừa nổ máy mà không nghe thấy tiếng máy quá là lớn mọi người ạ. Bây giờ xem là khoang máy sẽ như thế nào nha. Lần đầu mò em này. À mò là rất là đây mọi người ơi. Khoang máy của chiếc xe. Bác nào ở gần showroom em ở 6 bên Hà Nội nhá thì qua trực tiếp đi để cụ thể. Đấy, hôm nay đang tự quay mình. À, mọi người nhìn này, máy móc con máy nhỏ nhỏ xinh xinh, động cơ 1.6 đi không hề yếu chút nào mọi người nha. Rất là ok luôn mọi người ạ. Ok. Đó là em Berzo 2008 sản xuất là 2015 mọi người nhé. 2015. Nếu mà các bác quan tâm cụ thể về em xe này thì hãy alo trực tiếp, đang có mức giá là hơn 300. Rất hợp ví tiền mọi người nhé. Xin chào mọi người ở những video tiếp theo.